Rồi, em lại chào anh em. Đây, hôm nay em có một cây nhận một cây gọi là talon của ông anh ở là cùng 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 quê. Nhưng mà cây này nói thật anh em là nó vô cùng nhiều lỗi. Đấy. Bắt đầu về này, tâm sự với anh em này. Đấy, bắt đầu về. Đấy, con nhận thanh này. Đấy. Lắp vào đây anh em nhá. Bắt đầu về này. Con nhầm thanh này lắp vào đây. Là con ốc đầu tiên này này. Này. Nó gáo vào đây. Bắt luôn làm đỉnh tâm nha. Lỗi thứ nhất này, bắt luôn làm đỉnh tâm này. Nó vừa chạm đến đi chưa chưa đến ốc nhá. Đấy. Còn bắt đầu làm đỉnh. Bắt đầu từ con nhầm thanh này. Này. Ông anh bắn bệ hết với nhầm thanh. Này bị hết này. Ba vách anh em nhá, sumo ba vách nhá, bị hết luôn, vứt này. Đấy, em thay con nhậm thanh này vào. Đấy. Rồi lào bắt lại hai con đỉnh tâm căn nhau đồng trục chắc chắn. Đấy. Ông bảo ông lắp chắc đồng trục rồi, chắc chắn rồi, nhưng mà em về em không được ra, em dở ra hết. Nhưng mà bố con ốc này này chỉ gá vô thôi. Đấy, mà ông anh bắt cả sim vào 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 cái một con đỉnh tâm này. Và đây đầu cành đây cũng có sim này anh em. Này sim đấy. Đó, hai lồi rồi khắc phục rồi nha. Xong đến tháo cành ra này. Đấy, tháo cái cành ra. Đây. Lội đầu thoát nhé. Đấy, đập vào mắt là lội đầu thoát này. Đấy. Đầu thoát. Em làm lại. Gần cũng được anh em. Em làm lại đầu thoát này, đầu thoát mới đưa về nó bị tê anh em nhá. Tiền lại bộ đàn thế này. Em làm lại đây. Đó, làm lại bộ thoát đầu thoát bộ kẹo. Đấy, thông kẹo nhá, thông kẹo thì bị tắc một phát ở đây. Đôi chuột bị thắt, đây cũng bị thắt, ở gần đầu canh đây cũng bị thắt. Đó, thắt 3 điểm. Đấy. Đó, cành này là lỗi chắc chắn này, em có xử lý qua một tí. Đấy, tiếp đến nha, bắn không chùm anh em ạ, bắn 50m mà nó bằng ba ngón tay. Em tinh tịnh búa rồi nhá. Làm lại hết van viết ok hết. Em đang để áp 90. Đấy. Áp 90 bắn nó bằng làm lại cả lỗ đi xạ đây, mượn xạ hết cỡ đây. Để áp 90. Đấy. Rồi nó vẫn không chùm, nó bằng khoảng bằng ba ngón tay anh em này. Đấy. Rồi tiếp theo là vẫn cái van này vào anh em nhá. Em nói anh em cái vấn đề của cái khuyên này là chính, vì hết lỗi nhá. Chân kính em đểm vào rồi. Đấy, chắc chắn rồi. Đây van đây, nói về con van này đây. Khuyên van anh em nhé. Đến cái phần này này, khung của van này. Đấy. Giờ anh em thấy không, nó
bằng cái mặt của này, mặt trong này. Em để thẳng này, nhô ra một tí nhá. Em phải mài con khuyên này này. Mài cái lắp khuyên này này. Mài vào trong nó mới lòi ra được anh em nhá. Đó. Lỗi này là lỗi cơ bản. Lỗi phần cứng anh em nhá. Cái cụi này toàn lỗi phần cứng thôi. Chả có cái tinh chỉnh gì để cho nó trùng được cả. Em cố gắng hết sức rồi nhưng chỉ được 50 mét thôi. Quay đầu. Này, anh em nhìn thấy queen. Đấy, đập cả khung, đập bét hết này. Đấy. Anh em mà nâng cái tì xạ này lên này. Nâng tì xạ này lên thì cái cổ tì xạ này nó cấn nha. Anh em để vừa thôi. Nhưng mà vừa với điều kiện là cái mặt của cái con van này nó lú lên một tí này. Để cho cái khuyên này này. Này, để cái khuyên này nó lú ra đây anh em thấy không? Đấy. Thế mới được anh em nhá. Chứ còn mà trước nó như thế này thì đập nó cào vào khung này. Đó, anh em thấy không? Nó cào vào khung thì nó dội ngược trở lại này. Bình này là bình quan trọng anh em nhá. Anh em xem nếu mà không trùng á, anh em xem lại cái phần này này. Anh em mài bớt đi. Đó. Đó. Này anh em mài đi. Em mài mất mấy ly anh em thấy không? Khung này. Khung lồi đang khung này. Cánh lồi đang cành này. Đó. Đó. Anh em lưu ý cho em là cây này nhá. Đó. Cái khuyên này. Đó. Lú ra một tí. Như thế này là vừa đẹp anh em nhé. Đấy. Em thấy không? Còn căn chỉnh mài thì nó cũng không trùng được. Vì sao? Vì nó đập 4 quy này. Quy nó rổi về đây. Đấy. Làm gì đủ hành tinh để cho búa nó đập tí xạ xuống mà nó xạ ra hơi. Đấy. Chia sẻ anh em một cái lỗi gọi là lỗi hy hữu. Em cũng không chưa nghĩ đến cái cho con khuyên này. Nhưng mà mò hết bình nhìn đến cái hành trình chi xạ này. Em giờ ra em làm lại cái này cho nó trơn tru xuống nó bượt. Hành trình 2,5 ly. Rồi em nhìn thấy lắp vào khung em nhìn thấy như thế này. Đấy. Hành trình dài rồi mà nó cái chỗ khung giữ búa nó bị lù ra như này. Em nghĩ này mài như này sao mà tăng hết áp nhé, mự tăng đến áp 110 rồi, 120 rồi, nhưng mà nó không chùm, tăng búa từng nào nó giật từng đấy, nó cũng không lên FPS cho, em cứ nghĩ ra cái bệnh này anh em ạ, anh em nào trường hợp nào anh em không trùng anh em nhìn thử cái khung này nhá. Khung này thì bây giờ thì nó tràn lan, nó không trùng một thông số gì cả, nó thích phay như thế nào phay thôi. Anh em chọn mua đồ anh em chọn chỗ uy tín nhá, uy tín để mua nhá, hàng chất lượng anh em mua. Đến cái mức độ này thôi, em trả hàng anh có quay cái cụ ấy.
Em chỉ làm được đến trình độ này thôi. Còn thì anh muốn ổn định, anh phải thay cành nhé, cành ổ gà, ba ổ gà. Đấy. Một thắt đây, một thắt đây, một thắt đây. Đấy. Em xử lý lại rồi nhưng mà không xử lý được. Anh muốn ổn định, anh thay cành mới này. Đấy. Muốn nhìn rõ ràng anh thay kính mới. Còn tất cả anh fit lại đều ok. Rồi, chào anh em nhé. Cái lỗi này này, anh em lưu ý em nhé. Rồi, chào anh em. Anh em thấy hay thì ủng hộ cho em một like, một lượt chia sẻ. Ok, chào anh em.